Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Viên tòa sứ Paolo Gabriel và Claudio Cecilia Bertoletti tại Vatican. Kính thưa quý vị và anh chị em, quý vị và anh chị em đang theo dõi phóng sự đặc biệt về vụ sứ Paolo Gabriel, người cựu quản gia của Đức Giáo Hoàng, trong phiên tòa sáng nay, thứ Bảy 29 tháng 9. Từ sáng sớm, đã có hàng trăm hãng thông tấn trên thế giới có mặt tại Vatican để tường thuật về phiên tòa vô tiền khoáng hậu này. Đây là phiên tòa hy hữu trong lịch sử vì tòa án tại quốc gia thành Vatican từ trước đến nay chỉ xử những tội ăn cắp vặt, tư trang của khách hành hương đến viếng thăm tòa thánh. Đây là lần đầu tiên tòa án này thụ lý một trường hợp nghiêm trọng, trong đó các bị cáo phạm vào các tội trạng gây hại trực tiếp đến Đức Giáo Hoàng. Từ 9 giờ rưỡi sáng, phiên tòa đã bắt đầu và chúng tôi ghi nhận sự có mặt của bị cáo Paolo Gabriel, người bị cáo về tội trộm cắp với các tình tiết gia trọng, các tài liệu mật của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Cùng bị xét xử với Paolo Gabriel còn có một người đồng lõa nữa là ông Claudio Schiaparelli, một thảo chương viên điện toán tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Tuy nhiên, bị can Schiaparelli không có mặt trong phiên xử ngày hôm nay và được luật sư Gianluca Benedetti đại diện. Thân nhân của ông Gabriel đã không tham dự phiên xử. Thẩm phán đoàn gồm 3 vị, trong đó chủ tịch là giáo sư Giuseppe Dalla Torre di San Ginato, cũng là viện trưởng Đại học Lomba ở Roma và phó thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Vị công tố là giáo sư Nicola Picardi. Hai bị can đều có luật sư biện hộ. Có 10 chỗ được dành cho các ký giả, trong đó có 6 chỗ nhất định được dành cho báo quan sát viên Roma, Đài Vatican, các hãng thông tấn AP của Mỹ, Reuters của Anh, AFP của Pháp và ANSA của Italia. 4 chỗ ngồi còn lại được chỉ định theo thể thức bốc thăm. Sau phiên xử đầu tiên, kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, các ký giả có mặt trong phòng xử đã được mời đến phòng báo chí tòa thánh để thuật lại cho hàng trăm đồng nghiệp tại đây về những gì đã xảy ra. Các nhân chứng đã được gọi, trong đó có đức ông George Gainswine, bí thư thứ nhất của Đức Thánh Cha. Nhưng ngài không trình diện được vì còn phải ở với Đức Thánh Cha ở Castel Gandolfo. Các quan tòa cũng quyết định vụ xử ông Claudio Schiaparelli được tách rời khỏi vụ xử Gabriel. Phiên tòa tới đây được ấn định vào ngày thứ Tư, mùng 2 tháng 10, trong đó bị can và 8 nhân chứng sẽ được hỏi cung. Ngoài đức ông Gainswine còn có chị Christina Sennati thuộc tu hội Memores giúp việc trong dinh của Đức Giáo Hoàng, cũng như 8 hiến binh Vatican. Sau 50 phút, các vị thẩm phán rút vào phòng để thảo luận riêng trong hơn một tiếng đồng hồ. Đến giữa trưa, họ tái xuất hiện và cứu xét thêm 10 phút nữa. Các quan sát viên đã mô tả ông Gabriel, 46 tuổi, với nét mặt xanh xao và căng thẳng. Tuy nhiên, bầu không khí trong phòng xử không căng thẳng. Chánh án Dalla Torre hy vọng rằng vụ xử này có thể kết thúc sau 4 phiên tòa tới đây. Hôm thứ Năm ngày 27 tháng 9, ông Giovanni Giacobbe, trưởng tín, tức là ủy viên công tố của tòa án tại Vatican, đã mở cuộc họp báo về việc tiến hành vụ xét xử này. Một biến cố rất họa hiếm. Nếu bị can Gabriel bị xác nhận tội trạng, ông có thể bị kết án từ 1 đến 4 năm tù và sẽ thi hành bản án trong một nhà tù ở Ý. Và nếu ông Schiaparelli bị xác nhận tội thì có thể bị phạt tới 1 năm tù. Ông Giacobbe cho biết lời thú nhận của ông Gabriel về việc đã lấy trộm tài liệu và trao cho ký giả để phổ biến không phải là một bằng chứng tuyệt đối và ba thẩm phán không thể chỉ dựa trên các lời thú tội ấy. Đức Thánh Cha có quyền ân xá cho các bị can bị xác nhận tội trạng. Ngài cũng có quyền chấm dứt vụ xử trước khi bắt đầu, nhưng sau khi vụ xử bắt đầu, Ngài không thể can thiệp.